đây đây đây, ok ok, đây đây. À, mình đây là những cái phản ứng đầu tiên khi mà họ sẽ giả bộ tiếp cận gần gần mình này. Họ đang kiếm chuyện để cử lộn mình đó mọi người. This way. Dạ Vương Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay là 17 giờ ngay tại đất nước Ethiopia và đây là thủ đô Addis Ababa. Cũng trước đây vài giờ thì Vương Hồ đã bị mất một cái chiếc điện thoại, bị những cái kẻ xấu ở đây á giàn cảnh và móc túi của mình không hay luôn. Nhưng mà Bùi Hồ có định vị lại á là cái điện thoại mình bắt mất ở vị trí bên đó đó mọi người, cái chỗ cái mấy cái cô bán đồ á. Thì bây giờ các anh em ra đây để coi cố định vị lại cái điện thoại của nó như thế nào. Thông tin thật với mọi người á là khi mà các anh em đi đến thủ đô chỉ muốn chia sẻ những cái thước phim về cái cuộc sống của người dân ở Ethiopia nói riêng và châu Phi nói chung, thì chỉ muốn chia sẻ lại cái hành trình để kết thúc trước khi anh em về Việt Nam. Nhưng mà không ngờ một cái sự cố bất ngờ nó xảy ra. Trước khi mà đi đến châu Phi á, thì Bùi Hồ cũng đã được rất là nhiều anh em, bạn bè cũng như là mọi người chia sẻ rằng là đi qua đây á thì cũng phải hết sức là cẩn thận với cái tình trạng là dàn cảnh giật móc túi. Có một cái tình huống như thế này nè mọi người. Khi mà Bùi Hồ đi cùng với em Phong á, thì Bùi Hồ cầm hai cái máy quay. Thì lúc đó có một thanh niên đi theo đằng sau, cũng xa lắm, tự nhiên lại nhéo cái tay Bùi Hồ một cái. Ê Minh ơi, ê làm gì đó. Thì họ mới đi ra xa. Và mình nói ơi, bắt điện thoại đi em. Lúc đó cũng chưa kịp tắt cái thiết bị máy quay nữa. Rất là buồn mọi người. Những cái thước phim, những cái hình ảnh được quay lại về các bộ lạc nè, về cái cuộc sống của những người bộ lạc và cũng như hành trình của mấy anh em ngay tại châu Phi gần như là mất trắng hết. Ngay tại chỗ này mọi người, một thanh niên rất là cao to. Ở đây một cái tình trạng gọi là những thanh niên lười lao động đó. Rồi mượn những cái hình ảnh những người già nằm chật chờ đó để mọi người cho. Và thấy khi nào á mà khách du lịch á hay là những địa phương khác đến đây sơ hở thì họ sẽ dàn cảnh móc túi hoặc là xin một cái thứ gì đó. À, đây là cái tình cảnh mà ở bên Ethiopia mọi người thấy không? Gần như là khi mà thấy những cái vị khách mà khác biệt về cái mẫu giá thì họ lại có những cái sự phản ứng hoặc là làm phiền. Từ sáng đến giờ mình với Bùi Hồ di chuyển trên tuyến phố chỉ để kiếm cái một cái quán ăn thôi. Thì trên đường đi thì thứ nhất là họ tìm mọi cách để gây khó dễ mình bằng cách là bố ráp, vây ráp và tìm mọi cách để có thể là đứng sát vào người. Anh Hồ có thể mô tả lại cách chào ở Ethiopia và cái cách đó nó dễ bị khiến cho nhiều du khách ngộ nhận rằng là họ đang thân thiện với mình nhưng thực tế thì họ móc túi mình không? Anh đang hồi hộp không? Ở đằng sau cũng có Bùi Hồ đang quay phim, thì ngay tại chỗ em Phong đang đứng thì cũng có mấy người đang quay quanh anh em. Và cái cách chào như thế này nè mọi người, họ cầm cái tay như thế này và cùng nhau cùng với em Phong một cái, sau đó họ tựa cái vai vào cái tay này ở dưới này, thì họ có thể là thọt tay vô túi của mình để mà móc túi. Và mọi người có thể thấy được rằng á, đây là cái chào của người đây nè. Ethiopia đó. Sau đó là họ cùng như này đó. Sau đó thì họ thọt cái tay vô túi. Một cái điều gì đó, cái cảm giác bất an ngay tại thủ đô Addis Ababa này, lần đầu tiên đặt chân đến một cái châu lục mọi người hay gọi là lục địa đen. Nó anh em đã chuẩn bị những cái sẵn những cái tư tưởng, những cái gọi là mình có thể mình cố gắng để mình giữ an toàn cho mình, nhất là những cái thiết bị di động nó rất là dễ mắc luôn. Nhưng mà chuyện không muốn đến nó cũng đã đến rồi mọi người. Cách đây khoảng hơn 30 phút trước thì tụi mình có kiểm tra trên cái thiết bị máy tính, thì định vị cái điện thoại thì thấy nó có kết nối ở một cái khu vực cách đây bán kính trong vòng một cây số. Nhưng mà việc đi kiếm nó là một như là mò kim đáy bể vậy. Và mọi người thấy không, khi mà thấy hai du khách nước ngoài như tụi mình đến thì rất là nhiều người vô gia cư đang tìm mọi cách để giả bộ vừa xin thức ăn nhưng mà thực tế thì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có một người ngoài xa lưng đang đứng sau lưng anh nữa. Ok, mình tiếp tục qua đường đi để mình kể lại cái vị trí mà. Và đây là cái vị trí anh bị bắt này. Anh vừa đi chỗ này nè, họ lại nhớ tay một cái nè và chính áo này luôn mọi người. Rất là nhiều người vô gia cư nha. Khi mà
anh em có chia sẻ cái câu chuyện này lên đó, thì mọi người nói rằng ngay tại Ethiopia, thủ đô Addis Ababa này đó, ngay cả cảnh sát giao thông cũng bị giật đồ nữa mọi người. Em Phong đã chứng kiến một cái cảnh mà Bùi Hồ đã chia sẻ clip trước đó, em có thể kể lại không Phong? Tại vì một số cái hình ảnh nó khá là nhạy cảm, không thể chia sẻ được. Sáng nay khi mà mình vừa mới bước ra khỏi nơi ngủ nghỉ thì mình thấy ở bên đường cách đây khoảng mấy trăm mét á, là một cái nhóm người đang tìm một cách để giật móc túi điện thoại của một cái người đi đường, và đó là một em bé và một người phụ nữ. Và sau đó khi mà cái nạn nhân họ phát hiện ra thì họ đã phản ứng rất gay gắt, họ đã tấn công lại phụ nữ và trẻ em. Anh đi vào bên trong đường đi. Và đây là những người đàn ông đang ngồi chật chờ sẵn đó mọi người. Thấy anh thanh niên này có vẻ dễ rất là quen. Bất cứ khi nào mình cũng có thể là trở thành là nạn nhân của những vụ giật đồ hay là móc túi mọi người. Khi mà các anh em phản ứng lại á, thì họ sẽ kéo rất là nhiều người đến để mà phản ứng lại. Thậm chí là nếu như mình cự lại, họ có thể là họ tấn công mình luôn. Cái cảm xúc của em khi mà gần 10 ngày qua ở ngay tại Ethiopia thì em thấy như thế nào không? Trước đó, những ngày trước đó là một cảm xúc rất là thú vị khi mà thấy một cái quốc gia có đặc sắc về văn hóa, nơi có rất là nhiều bộ lạc cổ, họ vẫn còn sống như những cái thời kỳ đồ đá. Tuy nhiên thì khi mà về thủ đô thì một cái thế giới khác, một cái sự phức tạp, tệ nạn và thậm chí là sự làm phiền đối với những cái vị khách mà khác màu da. Họ liên tục tỏ ý là chê bai những cái người màu da khác. Thực tế thì từ đó đến giờ chưa có một quan niệm nào người da vàng họ có một cái sự miệt thị với những cái người da đen như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao á, họ lại tỏ ra miệt thị mình rất là nhiều, vì họ nghĩ rằng là mình đã từng miệt thị họ. Và cái vị trí đây là rất là phức tạp kìa. Đây, cái vị trí sau lưng đó là, đây là một cái nhà thờ, một cái nhà thờ rất là lớn. Đa số hơn 90% là người dân Ethiopia, họ theo công giáo nguyên thủy đó mọi người. Và những người dàn cảnh đó là những người ăn xin, những người đối khác đang ngồi hai bên lối đi của nhà thờ, và những người đồng bọn của bọn chúng chật chờ đứng ở cách đó xa khoảng vài mét. Và phía bên tay phải của Bùi Hồ có một nam thanh niên là trong băng nhóm của bọn chúng. Trước đây thì Bùi Hồ có đọc những cái sách báo nói về lục địa đen, về châu Phi. Đây là một cái châu lục còn đói nghèo, lạc hậu và thậm chí rất là nhiều tệ nạn xã hội, trong đó có cả ma túy, mại dâm, và chiếm rất là nhiều tỷ lệ phần trăm trên thế giới về tình hình bệnh như là HIV/AIDS. Hôm nay thì đứng ở đây cảm nhận được rằng thì mình là một nạn nhân trong cái nạn cướp bóc này, cực kỳ buồn luôn mọi người. Bối cảnh được diễn ra khi mà trưa hôm nay hai anh em thấy một cái nhóm người vô gia cư ở khắp phía này, góc phía trước nhà thờ. Mình cũng ngại khi mà đến gần đó. Thì họ có một cái định rất là đơn giản, đó là họ làm phiền mình khi mà tụi mình cố tìm một cách cho thức ăn những người xin ăn ở ngoài đường. Đây là ngay trung tâm thủ đô, gần với lại sân bay Addis Ababa luôn. Đây là những cái phản ứng đầu tiên khi mà họ sẽ giả bộ tiếp cận gần gần mình này. Họ đang kiếm chuyện để cử lộn mình đó mọi người. Và anh em đi đến đây cũng không dám bỏ nhiều cái thiết bị ở trong người. Họ như là cố tình họ đuổi mình để họ tiếp cận mình. Đây họ đang tìm một cách lại gần anh em tụi mình. Nhưng mà tụi mình tìm cách về lại khách sạn để tránh cái sự tiếp tục vây ráp lại. Và đoạn đường của các anh em đi nó không quá 500m mọi người. Bên đây là cái khách sạn của anh em ở nè. Và nơi đây diễn ra cướp giật, và chỉ cách 20m thôi là Bùi Hồ đã bị móc túi. Một điều gì đó rất là kinh khủng mọi người.
cũng qua video clip này chia sẻ không phải là sự than phiền gì để cho cô bác quý anh chị, mà để cho cô bác quý anh chị hiểu thêm rằng khi đến một cái quốc gia nào đó ở châu Phi nói chung và ở Ethiopia nói riêng, hãy hết sức thận trọng, cẩn thận. Thật ra thì mình hiện nay ngay tại thủ đô này không có một cái ấn tượng nào tốt đối với cái thủ đô này đó mọi người. Khi lúc trưa nay anh Hồ mất điện thoại á, chắc có lẽ người trong cuộc sẽ rất là buồn, nhưng mà mình có động viên anh Hồ nghĩ một cái cách tích cực hơn, đó là may mắn quá mình không bị mất giấy tờ, vì xem đó là một cái sự may mắn đi. Dù mất cái vật chất nhưng mà cứ nghĩ cho một hoàn cảnh, luôn luôn nghĩ tích cực một xíu. Và hôm nay thì có một video ngắn để chia sẻ với mọi người về thực tế cái đời sống ở đất nước này. Thật ra anh thì rất là cảm ơn Phong với lại Nhân Gà khi mà hai em đã luôn rất là động viên anh trong những cái hành trình mà nó có những cái khó khăn trắc trở đối với bản thân của anh. Giống như Phong chia sẻ, anh thì cũng thật ra thì buồn vật chất đi thì cũng có thể kiếm lại được. Cái buồn của mình nó chỉ là tức thời thôi, nhưng cái tiếc của mình đó là những cái thước phim, những cái tư liệu của mình, những cái hình ảnh của mình đã dày công chụp, nó đã mất hết rồi. Cái đó là cái quan trọng nhất đó mọi người. Và có một cái câu là của đi thay người nè. Rồi cái mất đó, cái mất về cái vật chất thì nó cũng không có quan trọng gì lắm. Mình có thể còn sức khỏe, mình có thể mình kiếm lại được. Đó là những cái suy nghĩ của Bùi Hồ. Thật ra thì không có gì là mãi mãi. Có thể là nó không mất thì thời gian này nó cũng sau này nó cũng sẽ hư thôi. Nhưng mà mất cái thời điểm này thì nó không có được hay ho cho lắm. Đây là cái vị trí này nè, kinh khủng. Cảm nhận của em về châu Phi như thế nào không? Em đã đi rất là nhiều nước trên thế giới, nhiều châu lục, nhưng mà đây là chuyến đầu tiên đến với châu Phi. Và tất cả các nước em đã từng đến thì người dân địa phương cho đến tất cả mọi thứ đều rất là hiếu khách. Họ vui vẻ, vui mừng khi có một vị khách nào đến, bởi vì mang ngoại tệ đến. Cái thứ hai nữa là quảng bá về hình ảnh của quốc gia họ. Họ muốn tạo dựng một hình ảnh đẹp đẽ của quốc gia họ. Vì vậy thì đều hoàn toàn tất cả các nước đều có sự ấn tượng rất là tốt. Nhưng mà ở đây thì từ nông thôn cho đến thành thị, chụp hình, quay phim, di chuyển ngoài đường, chỉ cần đi ngoài đường thôi họ đã tìm một cách để xin tiền. I'm not Vietnam, I'm not South Korea. Yes. Và họ có những cái phản ứng, và họ thậm chí là họ tò mò về phải là người Trung Quốc hay không. Nếu mà người Trung Quốc thì họ cũng có những cái thái độ phản ứng rất là ghét. Thì đây là một trong những ấn tượng mà bản thân mình thấy không hay lắm. Một cái quốc gia nào đi nữa thì cũng có người tốt và người xấu. Quan trọng là cái quốc gia đó nó có tỷ lệ về người tốt, người xấu nó chênh lệch như thế nào thôi. Tự nhiên mình cảm thấy là mình rất yêu cái nước Việt Nam mình. Chưa có một cái đất nước nào mà nó hiếu khách như là người Việt Nam mình nữa không? Khi mà những người ở Sài Gòn hay những người ở quê gặp một người Tây từ ở phương xa đi về Việt Nam thì mình bắt tay nè, mừng rỡ nè, hướng dẫn cặn kẽ những cái ẩm thực ngon để có thể chia sẻ cái hình ảnh của người Việt Nam của mình ở trên mọi miền thế giới. Nhưng mà bây giờ đầu óc nó trống rỗng quá. Thôi chắc có lẽ mình sẽ nói lời tạm biệt đi. Cũng đã có định vị rồi nhưng mà mọi thứ nó đã trống trơn rồi mọi người, không có thể nào mà kiếm lại được nữa. Thôi chắc có lẽ là chân thành cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Nếu như mà cô bác quý anh chị mà có thương Bùi Hồ, thương các anh em và đồng cảm với các anh em thì hãy cho một lượt thích, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để các anh em sẽ làm động lực khám phá những cái vùng đất mới, những cái hành trình tiếp theo trên thế giới này trên thế giới này nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe dồi dào, an lạc và vạn sự như ý. Nhưng mà ở đây có được cái là giao thông ở đây á, chạy không có bốc còi ha. Rồi, đây là hình ảnh cuối cùng ở thủ đô Addis Ababa. Tối nay mấy anh em sẽ bay về lại Việt Nam, sẽ dừng chân tại Bangkok để chuyển máy bay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 10 ngày là không phải là thời gian quá dài, cũng không quá ngắn để cảm nhận về một cái quốc gia. Và bao nhiêu đó cũng đủ cho các anh em thèm cái hương vị của quê hương. Đó là canh chua cá lóc nè, cá kho tộ nè, ha.
Bây giờ nghỉ kết thúc thôi.